Có những anh em bảo là anh xem những cái video làm máy của em trên kênh YouTube bán hàng thì thấy cảm thấy đáng tin thôi, thì anh mua thôi, mua bằng sự tin cậy, mua bằng lòng tin thôi. Cách làm việc của em là khách hàng đã đặt niềm tin vào em thì em sẽ lại trao lại cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Chào tất cả các anh em nhá. Cũng là nhiều khi sự trùng hợp nó lại ngẫu nhiên đến kỳ lạ luôn. Em vừa về hai con F17E đời B thì có hai anh thì bán cả hai luôn cho mỗi con một lơi. Con trước con một con thì bán về Sóc Trăng. Còn một con này thì em bán về Hà Tiên cho anh Thông ở Hà Tiên. Thì anh Thông tự nhiên hôm nay anh điện bảo là anh muốn mua, anh đang rất cần gấp con máy này vì máy của anh bị hỏng rồi, anh cũng cần con máy này để mua để lắp vào xe vào tàu luôn em cố gắng giải quyết gấp cho anh. Thế là chuyển cọc luôn. Thì đây em sẽ làm một cái video bổ trục cơ con máy F17E đời B, vòng tua 2001-2002. Mã lực là con này phải 360-380 ấy. Đời B đời cao nhé, đời B đời cao. Thì đầu tiên là em sẽ làm cái video bổ trục cơ trước. Thì con máy này là em phải bổ trục cơ trước vì cái dòng máy này là trục cốt nó hơi hay có vấn đề. Đâm mình việc kiểm tra trước, được hay không được thì bảo khách luôn, đỡ phải lổ máy xong mất thời gian. Thì em sẽ bổ trục cơ. Đầu tiên em phải bổ cục trục 3D trước này, cho anh em thợ bổ trục 3D trước này. 3D cốt không đẹp long lanh luôn nha anh em nhá. Đẹp long lanh luôn. Máy quá đẹp luôn. Đây. Đây đang mở hết ốc ra chuẩn bị bắn ra. Anh em xem này, quá đẹp, quá rực rỡ. Rửa bạc chưa? Rồi bạc đây nha anh em nhá. Bạc quá đẹp luôn. STD chưa? STD đây. Bạc đẹp, STD. Đấy, cổ 3G nhá. Còn 3G mà nó đã như thế này rồi, bạc thì không phải có điều gì phải soi xét nữa rồi. Đây, cổ 3G thứ hai đây. Trắng tinh này, vẫn còn bạc, vẫn còn trắng. STD đây nhá anh em nhá. Quá đẹp. Trục thì quá đẹp rồi. Anh Thông anh ấy điện cho em, thực sự là luôn luôn gửi lời, từ đáy lòng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em. Những anh em mà chưa biết em là ai mà chỉ mới xem em trên kênh YouTube, kênh TikTok bán hàng thôi mà đã đặt niềm tin, đã tin tưởng. Đã tin tưởng và đặt niềm tin vào cơ sở của em như thế vậy. Em không biết nói gì hơn, thực sự anh em ạ. Có những anh em bảo là anh xem những cái video làm máy của em trên kênh YouTube bán hàng thì thấy cảm thấy đáng tin thôi, thì anh mua thôi, mua bằng sự tin cậy, mua bằng lòng tin thôi. Thực sự là không biết nói gì. Thì các anh nói như vậy thì em cũng không biết. Càng với em nói luôn là các anh ấy bảo là ở trong này cũng có, ở trong Hà Tiên, ở trong Sóc Trăng này cũng có máy, nhưng anh không mua, anh vẫn mua của em vì trong này sợ máy nó không được đẹp, máy cắt xe. Thì em cũng xin gửi nói luôn là em nói luôn với các với anh Thông ấy, anh Thông là em bảo luôn là em có làm được thì em mới nhận tiền, không làm được em cũng không nhận tiền. Và các anh bỏ tiền ra mua con máy cả 100 triệu, cả 100 triệu thì nó em sẽ làm sao để con máy nó xứng đáng 100 triệu chứ. Máy 30 triệu cũng có, máy 100 triệu thì nó phải xứng đáng số tiền 100 triệu. Thì em sẽ đây tính là rút luôn hai cổ ra đi để cho xong đi, mình làm cái kia sau. Thấy một tí đã, bật lên thấy đi đã. Đây, quá đẹp, quá rực rỡ. Vâng, vâng, bạn bình thường thôi, một nấc lên. Quá hai nấc gốc. Rồi, bề đấy. Quá đẹp. Đây là hai bộ cổ 3G, 3G là nặng nhất rồi. 3G mà không việc gì thì cổ bạc biên thì không có bao giờ có việc gì cả anh em ạ. Đẹp rực rỡ luôn nhá. Rồi. Nó có bị sẹ xuống không? Ở ngoài nó chưa thả bạc thì... Vậy bà bây giờ bổ cổ 3G thứ 3 đây anh em ạ. Quá đẹp, quá nguy hiểm. Nghỉ hôm nay nghỉ sớm này, có vẹo gì à? Thịnh ơi, rực rỡ. Đây, bây giờ bổ cổ số 3 nhá, mọi người nhá. Cái này vào đây ra, xong bên kia. Đấy, đập, tông, tông.
đấy, cho cái đấy lên lên cao á, xong để nghe đấy, kê rồi đẩy đập, cầm chắc tay vào. Chắc là đã đẹp thì đẹp hết thôi anh em ạ, chứ không có nghĩa lý gì. Đã đẹp thì đẹp hết thôi. Đấy, rực rỡ luôn này. Quá đẹp. Đấy, bây giờ cổ thứ ba nhá, ta sẽ cho anh em thợ rửa qua. Rửa qua phun tí dầu và rửa qua cho nó đẹp. Đấy, cổ thứ ba phun tí dầu đây, cho nó sạch để tao đấy phát chụp ảnh quay video cho ông anh thống ở trong đấy. Đây nhá anh em nhá. Chụp cốt không đẹp rực rỡ luôn. Nếu mà chụp mà có tác động của giấy nhám này, nó sẽ mất đi độ bóng, không còn độ bóng nữa anh em ạ. Chụp mà không còn đẹp, không còn zin đấy, mất đi độ bóng luôn. Quá đẹp, không biết nói gì hơn. Thật sự là càng ngày được các anh em tin tưởng và ủng hộ cũng rất là vui, và cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh em. Đúng là khi mà mình làm tốt, làm chuẩn thì không có nghĩa lý gì mà anh em mọi người không ủng hộ cả. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp luôn nhá. Ba cổ hơi hám trắng tinh này, hơi ở trong trắng tinh luôn nhá anh em nhá, nhìn thấy hơi ở trong trắng tinh luôn này. Đấy, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Thực sự là ba con được cả ba rồi nhá anh em nhá, ba con được cả ba rồi. Nói chung là cầm ba con được cả ba, ba cổ mà bạc đẹp như thế này thì không phải lúc nào cũng có đâu anh em ạ, thực sự luôn. Và thường thường là cái cổ này là cổ nặng nhất này, cổ này là cổ nặng nhất. Không đấy là cổ số 2 này, vì nó dầu nó, cái bơm dầu nó ở đây nó chạy nhiều nhất, dầu trước nó ra lấy vào nhiều nhất là được cái nặng nhất anh em ạ. Mà bổ ra mà chụp trước nó còn bóng loáng như thế này là không phải, thực sự là chụp con này là quá đạt rồi. Và nói thật với anh em là em mua ấy, bên kia là người ta đã bảo hành và bổ ra kiểm tra hết rồi, được thì em mới mua, chấp nhận mua đất nhá, chấp nhận mua đất. Chúng ta ra quay anh. Con máy Hilo F17E đời B em bổ chụp cơ cho anh Thống ở Hà Tiên đã xong. Thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Thống, chân thành gửi lời cảm ơn đến anh vì đã tin tưởng em. Không phải ai cũng đặt niềm tin vào mình lớn như thế đâu. Nên lúc nào cũng biết ơn và dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những khách hàng mà đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ dù không biết em ở đâu nhá. Nói chung là mua bằng niềm tin đấy. Thì em luôn nói với tất cả các khách hàng luôn là khi nguyên tắc làm việc của em là khách hàng đã đặt niềm tin vào em thì em sẽ lại trao lại cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Cũng như con máy này đã nhận tiền của anh Thống, nếu mà em bổ ra nhé, máy mà không được em cũng sẽ nói luôn là anh ơi máy không được, em trả lại tiền cọc cho anh nếu mà không được luôn anh em ạ. Thôi coi như con máy này đã xong, cái phần còn lại là sẽ lắp vào đàng hoàng rồi sẽ lổ máy rửa thật sạch đẹp, lổ máy rồi gửi vào trong Hà Tiên, gửi em vào trong Hà Tiên cho anh Thông gửi vào trong Hà Tiên cho anh Thông. Thì nếu mà chụp cơ mà đã được rồi thì coi như con máy là 90% là được rồi anh em ạ, vì máy này lổ rất là ngon, 90% là được. Thì gửi lời cảm ơn đến anh Thông, chúc anh có thật nhiều sức khỏe, chúc anh mua con máy của em về dùng thật bền, dùng thật tốt. Xin gửi lời cảm ơn đến anh và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nha. Xin chào.